Cái đồng hồ cùng loại mà chỉ khác màu thôi. Mình đi luôn hai cái này các bạn nha. Mình sẽ đi trước một cái ha. Mình đi cái đại nào đó đi. Mình cũng không biết màu trong nó màu gì nữa. Rồi mình sẽ test nước luôn trong cái video này luôn các bạn ha. Rồi các bạn xem sơ qua ha. Tất cả những video mà mình chia sẻ giờ là nó khá là lâu các bạn nha. Không phải video lâu mà là cái sản phẩm mình mua lâu rồi. Cả tháng, tháng mấy mình mới khui á. Không có thời gian để khui luôn. Mình đăng video liên tục không phải là lái đâu bạn ơi, mình cần có đủ cái điều kiện nè, ngồi tù ánh sáng nè ha, rồi điều kiện thoải mái cũng như là cái dung lượng mình chứa, tại vì cái video này những cái gì đặc biệt thì mình phải phải quay chất lượng cao để các bạn xem nó rõ hơn. Mình lấy là lấy 4K full HD thì nó cũng chưa chuẩn lắm, mình quay video 4K, mình quay trên cái điện thoại Galaxy S7 Edge bạn nha. Mình cũng chưa có điều kiện để mua sắm những cái máy quay chuyên nghiệp như những cái bạn khác. Rồi với lại nếu mà máy quay chuyên nghiệp thì chúng ta phải phải chỉnh sửa video này kia nữa. Mình cũng không có thời gian để mình làm việc đó nên mình quay điện thoại là như vậy. Để mình up video ngay lập tức luôn đó bạn. Nó cũng dễ dàng cho mình cái việc mà mình chia sẻ video cho các bạn ha. Rồi. Rồi cái hộp. Wow. Cái đồng hồ Bentley vừa rồi mình thấy khá là to, không ngờ cái này nó còn to hơn nữa các bạn ơi. Các bạn nào mà tay nhỏ nhỏ chúng ta nên cân nhắc nha. Tay nhỏ nhỏ chắc mình nghĩ là sẽ rất là thô á. Khủng khiếp luôn. Mình không ngờ là nó lại to như vậy luôn. Có tặng kèm pin đó mà ha. Pin trị giá khoảng tầm 40k, 30k vậy đó, tùy theo nơi bán. Đây, chút ít thông tin hướng dẫn sử dụng đồng hồ này. Rồi, mình sẽ đi nhanh xíu. Rồi. Rồi. Chủ yếu là mình test nước và cho các bạn xem sơ sơ về cái đồng hồ thôi. Video chi tiết mình sẽ chỉnh sửa cái đồng hồ thì mình sẽ chia sẻ các bạn sau ha. Rồi, trong nước 3 ATM khá là nặng các bạn nha. Nặng cũng tầm 100 gram hơn á. 100 gram hơn. Khoảng chừng 120 gram trở lại. Chắc chắn các bạn ha, chắc chắn lắm luôn á. Đồng hồ này đeo rất là ngầu luôn ha. Có thông tin là ghi làm đồng hồ này trị giá 1 triệu mấy luôn nè, nhưng mà cái đó tùy theo nơi bán người ta đặt giá thôi. Chứ tầm đó thì mình nghĩ không đến nỗi giá cao như vậy đó. Cái đồng hồ này đeo ngầu lắm luôn các bạn nha. To lắm luôn cái tay mình nè. Các bạn nhìn thấy không? Tay mình cỡ này mà nhìn còn thấy to hải hùng. Bạn nào mà tay mà cỡ mình hoặc là to hơn xíu thì đẹp ha. Rồi mình chia sẻ với các bạn thông tin bên dưới luôn ha. 3 ATM rồi, chống nước rồi, đi mưa rửa tay. Thì cái đồng hồ Bentley Anh Quốc vừa rồi hồi nãy mình không xem không kỹ các bạn ha, thì nó hơi ém nước nhẹ các bạn nha, có nghĩa là nó bị vô nước nhẹ. Rồi mình sẽ chỉnh sơ sơ cái đồng hồ này coi như thế nào nha. Bình thường xây là cái nút to này là không có gì ảnh hưởng gì nè. Đây gỡ nhẹ ra chỉnh phút, mình kéo miếng mắt nữa coi, nó ghi là trong nước 30 mét, để lát test nước coi như thế nào. Vô nước cắn cắn lưỡi luôn. Nè giống như là đây cái nút đầu tiên này giống như là chỉnh chạy dây đúng không ạ. À, rồi đây có nút như này trả về ha. Cái nút đây là giống như là đồng hồ bấm dây các bạn ha, nút trên này là đồng hồ bấm dây nè đó. Rồi ăn cái nữa hình như là dừng. Rồi cái nút dưới này là bấm trả về không nè đấy. Rồi mình ăn cái nút bên trái trên cùng coi, không phải đèn nhưng mà mình nghĩ là cái nút đó là nút chỉnh rồi. À nó ghi là đèn. Đèn sao không thấy đèn vậy ta? Có chữ like, ngay chỗ đó là ghi chữ like mà sao không thấy đèn gì sáng vậy? Kỳ vậy. Này chỉnh nè, cái này là nút chỉnh đó mà, mod mod là chỉnh nè. Nè, này có chỉnh nè, nó chọn chế độ chỉnh giây, chỉnh phút, chỉnh chỉnh giờ. Đấy. Thì cái thông tin chỉnh mình sẽ chỉnh sau, còn cái bây giờ mình đi vào cái những cái yếu tố chính của cái đồng hồ ha. Này Mazda Fashion Watch
Ok, khá là ngầu, khá là nặng. Rồi, test nước. Mình sẽ test nước trong 5 phút luôn. Rồi, mình sẽ cho em nó nằm sấp như vậy các bạn nha. Không lọt nổi luôn á. À, coi bấm chốt chưa ta. Rồi rồi, mình lấy chốt xét rồi các bạn ha. Rồi, bắt đầu vô nước nè. Cho em ngâm nước. Rồi, trong lúc ngâm nước mình sẽ đọc cái thông tin về cái đồng hồ các bạn ha. Để cái phần chỉnh thì mình sẽ có cái video riêng các bạn nha, video riêng để chỉnh đi, video chỉnh thì nó nhiều tính năng quá, xem nó nếu mà trong video này mình sẽ không có nói hết được đâu, cái hạn chế video mình quay chỉ được có 10 phút để nói thôi. Rồi thương hiệu là Sanda các bạn ha, hai máy chạy song song, siêu bền, có kim phúc đồng hồ, hình tên lửa rất mạnh mẽ, chống nước cực tốt, thấm thoải mái và đi mưa rửa tay. Bảo hành 12 tháng, viền là thép chứ không phải là nhựa bạn nha, viền viền là thép. Dùng pin của Nhật nên thời gian cam kết sử dụng trên 5 năm. Cái này shop cam kết các bạn nha. Khuyến mãi tặng thêm pin đồng hồ có giá trị 40k, sau khi hết pin không phải tốn tiền thay, chúng ta cũng phải đến cái tiệm thay đồng hồ chúng ta đưa pin cho thợ người ta thay ha, tốn khoảng chừng 10 đến 20k. À, đây là chất lượng của hàng Japan nên có cả hai máy điện tử và đồng hồ kim hoạt động song song và chính xác cao. Dùng pin Maxell của Nhật nên thời gian cam kết pin là chuẩn là trên 5 năm. Rồi, viền đồng hồ làm thép chất lượng nhìn rất là sang trọng chứ không phải là hàng nhựa loại rẻ tiền. Có là bấm giờ thể thao thì mình mới cho các bạn xem ha. Rồi, có báo thức nè, xem thứ ngày. Rồi, kim phúc thể hiện hình tên lửa nên rất độc đáo mạnh mẽ, phù hợp cho những bạn thích phong cách thể thao năng động. Dưới máy này có dòng chữ in nhãn hiệu nè, model được khắc chìm sắc sảo để phân biệt với hàng dỏm. Dây đeo bằng silicon bền chắc, đúng là dây đeo nó dẻo chắc các bạn nha. Cái an toàn với người dùng, độ bền dây là trên 7 năm, không có bất kỳ một tì vết hay lỗi nhỏ nào trên sản phẩm. Mà bên đó mình mới test đèn mà mình không thấy đèn là mình thấy nó sao sao rồi đó. Nên là mình có dịp mình test kỹ hơn nha, video sau đi các bạn nha. Thương hiệu là Sanda Japan, kích thước mặt là 45 mm, độ dày 12 mm, kích thước dây là 25 mm, máy Nhật chất lượng, chất liệu dây là silicon. Này, như mình nói khả năng chống nước rửa tay là 3 ATM, nên hạn chế xà phòng nước tẩy rửa, không nên mang đi khi bê lội các bạn nha. Thì shop có chú thích thêm là của bền tại người mà. Này, bảo hành 12 tháng. Rồi, sách hướng dụng, hướng dẫn sử dụng thì mình không thấy. Cam kết mua hàng nè, cam kết mua hàng của shop nè. Trên dây có sẵn các nắp đeo, thì nắp đeo thì chúng ta có thể chọn cái lỗ nào phù hợp chúng ta gài vào thôi. Pin thì hoạt động tốt. Pin có sẵn. Có khi loại pin này thì shop nó 50k nhưng mà không biết giá như thế nào mình cũng không rõ. Đổi hàng thoải mái, đổi hàng thoải mái ha bạn. Shop bán vui vẻ nhiệt tình, bảo hành shop nói là không cao có khó chịu, sự thoải mái về việc này, miễn sản phẩm còn nguyên vẹn chưa cắt dây thì shop đều cho trả trong vòng 3 ngày bất kể lý do gì. Thì trên hình thực tế nhìn rất là đẹp, rất là sắc sảo rồi nha. Hình thì lúc nào nó cũng sẽ khác, là cho người ta một phần là chỉnh Photoshop á bạn. Nhìn mình đúng là thấy hình là sắc sảo, nhìn là thấy 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 muốn mua liền á. Còn trên thực tế thì nó sẽ khác đôi chút các bạn nha. Tầm giá này thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Nếu mà được cái chống nước ổn là ok rồi, không đòi hỏi gì thêm. Đồng hồ thì AMI USA chuẩn quân đội, hai máy chạy song song chống nước cực tốt. Thì đó là cái thông tin mà khách shop ghi trên cái chú thích các bạn ha, cái đề mục tựa đề. Hiện tại thì có 290 bình luận 5 sao. Thì các bạn có thể xem cái thông tin bên dưới mình gửi cho các bạn ha, những cái thông tin về cái đồng hồ mà mình test trước trước đây. Rồi là 9 phút mấy rồi, mình lấy ra các bạn ơi. Đây, các bạn cho phép mình dừng xíu nha, sẽ kể không kịp thì rồi mình lau sơ các bạn xem ha, chúng ta lau lẹ lẹ để nó không kịp thời gian. Rồi rồi các bạn quan sát thêm ha. Đây,
khá là ok, chưa thấy cái hiện tượng ám nước.